Xin các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo của cái series thử thách No Door No Fly cùng danh từ Luna thành dùng đen. Hôm trước thì mình cũng đã gần đánh gần hết rồi, bây giờ chỉ còn lại khoảng ngày này tướng thôi, nhưng mà đại khái chúng sắp hết thành rồi. Bây giờ thì để thắng nhanh thì mình sẽ dồn tướng về thủ một số cái thành quan trọng, ít nhất là lấy điểm di chuyển để cho tướng chính có thể đánh được luôn trong ngày hôm sau. Đó. Bây giờ một số thành là đang được trấn giữ rồi. À, hôm nay đầu tuần rồi, ok, làm thêm mấy con rồng nữa. Bứt thành đề phòng thôi. Sẽ có cả mỏ mắt nhỉ? À, mỏ mắt là của thằng kia. Thằng kia lấy thành mình xong nó có cái mỏ mắt đấy. Máy qua lấy cái mỏ trước rồi nhưng lại gì vướng cái mỏ cái, cái mỏ cho lâu đài lấy được rồi. Đây. Nó chưa ai đóng hết rồi. À, tiếp tục mình sẽ xử lý thành này đã, xong rồi. Tôi hỏng rồi. Chạy vòng rồi. Không có đo thì việc các bạn làm là phải chạy vòng thôi. Luna giờ mới ra là cần gì Zedith. Các thành trọng yếu đều đã được có người giữ rồi. Xem thành này mà. À, nó gần thành này rồi. Phải cho tướng về đây thôi. Miss tốt đúng không? Thằng này cũng đang có người. Thằng này cũng đang có người. Con này thì không về được rồi. Thử xem thành nào khác mà. Này hiện tại đang an toàn này, cũng chưa biết được xuống xem lòng đất này mà. Ôi rồi cũng đang có người luôn. Rót vịt đi. Thằng này được rồi. Họ chuẩn bị tổng lực tấn công rồi. Khó nhỉ. An toàn. Ok, con này về thành Miss Tốt đi. Miss Tốt. Từ từ xem mặt thành Miss Tốt cần không nào. Mình sẽ đánh ưu tiên đánh những thằng gần trước để xong rồi tướng chạy về thủ tiếp cái thành mà. Đây, thành này. Không phải thành đầm lầy này. Đấy, mình sẽ đánh thằng tướng này. Chạy được, chạy được. Bot. Xích không nhỉ? Cũng chả cần. Cái tạm ngay lên, chẳng may chạy ra đất cái kia không bị trừ. Rồi. Sửa nó thôi. Chưa cung thẳng ta. Rồi ok. Kiếm thiên thần luôn nào. Ôi, bên nhiều đồ quá mất cái kiếm giờ. Rồi. Chuẩn bị khiên thì khiên titan này. Nhận máu à. 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 Hay quá.
Armageddon. Armageddon không cần, cần Titan này thì cần cái gì nhỉ? Trừ hết Moran đối phương, trừ hết cả lắc của đối phương. Ok. À trừ lắc về, không phải trừ Moran cái. Cái nào nhỉ? Cái nào mà trừ Moran bên một này. Cái ngọc đen đi. Ngọc đen đi, tránh nó có cần. Bọn này không biết dùng Mind Spell hơn Titan mình không sợ. Được rồi, bây giờ mình sẽ về thành Mistốt này thủ. Đó. Hết lực rồi. Rồi ok. Tướng tiếp theo. Xin ca dễ cầu đi. Bỏ rồng lại. Đây có một thằng tướng nữa. À ôi xù. Này thì không tính tiền. Thằng nào nhà thành thiên thần đúng không nhỉ? Thằng này thằng Titan này có này thủ rồi. Thằng thiên thần này xem ạ. Thằng thiên thần này có con đấy rồi. Thanh dùng vàng này. Thanh dùng vàng an toàn này. Kiểm tra kỹ xem mà. Đây một con đang tiến đến thành Titan thì Titan thủ rồi này. À, thành thiên thần này như mình nhớ phải có nhưng có thương thủ rồi này. Thành đầm lầy. À thành cover này. Rồi. Thành rồng này. Rồi, tạm thời an toàn. Sửa này đi. Ok. Phải vào lên thành. Cửa lao vào thành rồi. Con này hình như mất thành lâu lắm rồi, con đâu rồi? Đó, thấy chưa? 27 attacker chết sạch, defense không có con nào được. Kiếm thiên thần này. Tổng máu luôn nhưng mà tổng máu chắc phú tổ rồi. Ôi. Thế nhưng mình vừa mất thành à hay là nó lấy thành khác nhỉ? Lấy thành khác, đây cửa gì? Lòng đất này xuống đây có cửa di chuyển mình không để ý à? Được, chắc là sống khỏe kịp, xa quá. Ui, 4 thiên thần 100 anh. Nào, chắc là thử cái xem nào. 35. Này chắc chỉ giữ thành rồi, không dám đi. Nhìn kỹ thế rồi mà lộp lấy lại thành các bạn. Phải bớt à. Thế mà để lấy được một thành. Skin gì nhỉ? Scouting. Thôi chạy về đi. Nào, bây giờ thì chúng ta vấn đề đây này, ví dụ bây giờ không có gió nhá thì bạn không có VOE, bạn đuổi trong địch trong những vùng như này rất là khó. Nhưng mà mình dựa với hình tròn này mình sẽ tính ra cái ở giữa này. Đây, ở đúng chỗ này luôn. Thành nó đúng chạy luôn. Đó.
xem cửa này đến đâu nào. Không con tướng nào thế này đúng là không có con tướng nào phép gió à? Đây con này có phép gió Chana có. Nhưng không có VOE. Phải có VOE mới biết tướng nó đứng đâu. Sao đen nhỉ, lần này không có tướng nào lên được gió nhỉ? Rồi kiểm tra lại các thành một lượt mà. Thành này. Thành này an toàn. À có một tướng trên này. Rồi con này đã đang trên đường về thành Bình rồi. Không phải đi tìm nó nữa. Thành Cam này. Không tới à? Phải đi vào đây xem đây là cái gì. Mang cái gì cũng không tác dụng mấy, phải thường là đến ngày thứ hai mới được cộng nước. Ngày đầu tiên thì các tướng đều có nước chạy như nhau. Đây là Titan rồi này. Đây một cái cửa ở đây nữa. Rất là khó. Cái cửa ở đây. Nhiều tướng logistics có chỉ mới chạy một ngày đến thôi. Zupin full tướng rồi. Anh phải bỏ bớt một tướng đi vậy. Thế thì thôi, ta ra đi vậy. Ai, bây giờ không cần cày con tướng này lên nữa. Cần phải mở đường ra. Mở đường ra mới thủ được Zupin. Cho mỗi tướng đứng vào trong này xem nó đi đâu à. Rồi chỗ này không có địch. Ok. Đây thành thiên thần rồi. Thành đầm lầy. Không có gì. Không có gì. Thành rồng vàng này xem nào. Cũng không có gì. Ok. Ok. Ok, an toàn. Nếu có cái view gió thì mình nhìn được luôn. View E. Không có view E thành ra là cứ. Ôi trời, nó lại có gần thành nào rồi thì phải. Có nhìn thấy gần từng cái rồi. Mình đang để về mắc di chuyển này để cho nó đỡ bị lâu. Nhiều khi di chuyển nhanh quá mình không biết nó kịp về thành nào ấy. À đây, thế nào mà quái nào gần đây nhỉ? Đây, thử thách dành cho 500 hot lot. Ok, chơi ngon. Chơi ngon. Đó. Ok. Chạy à? Chạy à? Bắn sáu xong luôn đi. Ui, mất 13 con lít cộng lại 53 lít. Rồi ok. Đây hồi thành hồi sinh rồi nhưng mà không có hồi sinh ma. Hồi sinh ma có thành xương. Trận này như không có thành xương hay sao ấy. À đây có thành xương này. Ơ ngon. Ôi rồi thành xương là nó đen không, nó xây không được có cả hồi sinh ma này. Đây mắc của liều 3 không có hồi sinh ma luôn này. Không phải lúc nào hồi sinh ma cũng lên nha, nó tỷ lệ lên rất là cao nhưng gần như sẽ rất là khó. Xem nào. Đổi đi. À nói rồi, cái này rồi. Năm giờ research. Rồi ok. Bỏ cái này đi.
Đây, đó. Đó. Bây giờ mai mà lấy được. Ok. Vậy không phải là lúc nào cũng lên được cầu Sinh Ma nhá, hành xương ấy. Kể cả trên lý thuyết là nó bảo là gần như chắc chắn sẽ lên nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng lên được. Đó, con này có gì đấy? À, diplomacy. Ra ngay chỗ này à? Ok, cứ đứng đây đã. Luna, đi quay xem mọi người dẫn đến đâu. Nhau thế thì không cần biết giữa hai thành này, chỉ cần có người là mình đánh rồi. Bỏ Luna đi. Bông Glen Stea nè, đường này lại thông sang cái thành này. Có con tướng vàng mà mình ấy ở đâu ta? Đây, gần thành đầm lầy của mình rồi, gần thành thiên thần này. Thành thần ra vụt luôn đi. Con tướng vàng mình nhìn thấy nhưng mà đất đâu nhỉ? Nó gần thành mình lắm. Chắc là đã đo đi đâu rồi. Đây. Không, có một con gần từng cái cơ. Có con ngay gần từng cái cơ. Một con này chứ. À, nó chạy vào cửa di chuyển này à. Nó trốn đây. Đi xem mà gần thành mình có cửa di chuyển nào. Rồi giờ đánh luôn đi cho nhanh. Speed lên. Tiến thần hết thôi phục chưa? Hết thôi sinh chưa? Rồi. À thì chết rồi. Đây, đây, đây. Ok, bao nhiêu lượt này? Rồi, ok. Thành nào ấy nhỉ? Thành đầm lầy. À, thành cover. Đây. Mastok. Ngày nằm giữa hai thành cơ. Mastok, ok. Vào đây, cho nó về thành đánh nhanh đỡ chạy. Cam kia chắc còn lâu mới đến được. Thằng cam cái gì à? Cửa di chuyển nơi à, để dẫn đến đâu nhỉ? Thôi có lên đánh cái thằng này đã.
nó gần thành rồng vàng nhất. Đây. Forest. Thành cover. Thành cover. Úi dồi ôi. Hẳn là 16 rồng cả. What the. Quân nó mạnh thế. What the. Nhường hết lượt à. Ôi. Mình lên Moran trước thành ra lại thế. Con chuồn chuồn này. Mình đánh xong rồi mình mới lên Moran thì thành ra là cái lượt của mình nó sẽ phải đi trước bọn nó. Về tìm con cam kia không có nó nhảy tinh tinh giờ khó lắm. Bây giờ cho tướng thủ ở những thành quan trọng đi. Thành này có thể đi. Thành này chắc không cần rồi. Thành này không cần. Đó, mấy cái thành mà có thể đi một phát đi sang thành khác luôn được đấy. Ôi ôi xa lắm những thành này map. Xa lắm. Thôi. Thằng cam tầm một tím đứng im mà. À thằng tím cần sang sát sườn bên phải map. Đây rồi, tím xanh ngọc. À. Được. Để xem nào. Cần đất để vin thằng tím đi rồi. Con xanh ngọc ở sát sườn bên phải này. Đây. À đây, đây 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 đây. Nốt luôn. Ok. Con tướng ở thành này đâu nhỉ? Con tướng gì nhỉ? À Guna, Guna, Guna. Để cho con này về. Không, con này đang ở lại rồi. Jega. Đó. Con kia chạy đâu rồi? What the. Xem mà. Khó chịu nhỉ, cứ chạy đi chạy lại đấy. Mày đã bị lừa. Đến được thì cứ đến luôn đi. Sống tư cơ. Hẳn là 64 cơ. Hai con vịt này lên chết luôn hay làm gì? Mày này. Thôi chết rồi. Nó lại con Titan nó thôi hỏng rồi. Không sao có cách rồi. Có cách. Có cách. Mày bắn hết tên. Bẫy nó không bị 100 năm mấy con. Được rồi. Xem phép của nó nào. Còn một phép à? Thế thì dispel. Rồi ok. Để xem mình sống được bao lâu. Một kỳ năm 20 con đúng không? Mình có 100 năm mấy con rồi. Phép nhiều cái loại rồi. Rồi. Ui, số 32 mà là.
Chơi luôn đi. Con này có đồ kháng phép. Không phải, tại sao có những con thoát được nhỉ? Có những con vẫn thoát nhỉ? Chết rồi. Ơi, mình không hiểu mấy cái công thức cái lắm. Ơi, giỏi em research tìm mà thế. Để em thế. Cái mà cái này mới quá, mình chưa hiểu rõ. Em research giờ không tìm nữa, lúc ấy mình khỏi từ không tìm nữa. Từng pay là trả tiền để lấy cái skin đó. Trời. Lừa thế. Mất mẹ cái Oshima rồi. Mất cái hồi sinh ma này cay thật đấy. Ok, cái full net. Ôi hồi, bây giờ nó không lên rồi. Ôi thôi ôi. Thế có đau tôi không khi mất hồi sinh ma. Kệ đi thôi. Là thế này. Đen thật. Cam đang ở chỗ nào ấy nhỉ? Nó chạy đâu à? Nguy hiểm nhỉ cái thằng này. Nguy hiểm thật. Rừng xanh ngọc vẫn còn đây à? Ngọc đường này. Phía trên này. Phía trên A nó chuẩn bị lấy thành rồi, mình phải ra đuổi nó trước khi lấy thành. Quan trọng thằng cam cái mình vừa nhìn thấy nó lại đi đâu rồi. Ôi đã phải gần thành thiên thần mình rồi. Đây. Không phải thành này. Đây. Ồ. Thì ra thế đang cơ hội này. Praska. Thằng kia chạy đâu ta? Thiên thần Vista đây. Bây giờ đuổi nó thì không đuổi kịp được. Bây giờ cái tốt nhất là cho nó về thành thôi. Nhất là cho nó về thành. Trên này đi lên xem đi xuống đây đường nào ta, đi xem nào đi xuống đây đường nào này. Có một cửa di chuyển trên này này. Không có đường khác ngoại trừ đường này. Đường này cái này gần thành cái không có đó. Nhưng không có fly không sao quay được đây. Thằng này phải có thằng áo cánh nhỉ? Cứ như mình nhớ mình qua mình có một thằng ở cánh ở đây rồi. Đây rồi. Thế thì Akuni. Đây.
lại chạy. Xem chạy kịp không. Rồi bây giờ thằng kia xanh lại phải đi lên thành rồi. À con này bây giờ mới chạy được hồ sinh ma này. Ok. Không vào người ta đuổi quan trọng gì. À đây. Úi rồi. Rồi, xong. Rồi. Bây giờ thằng cam hay thằng xanh thôi. Xem còn đâu không nào. Một thằng xanh ở bên này nữa. Bên này con tướng chắc là đang đuổi rồi. Cam trong đất này thì con Jaga đang đuổi rồi. Đó, coi như hết rồi. Giờ vấn đề cửa di chuyển này sẽ dẫn đi đâu? Rất là khó biết được nó dẫn đi đâu. Thì mình cứ ở đây kiểu chờ đi. Kiểu chờ xuất hậu diện nữa chứ. Đây 3 ngày. Ok. Anh ngồi cho xuất đầu lộ diện thôi vậy. Chứ mình chưa biết cửa ấy đâu cả. Thì ra ngay đấy à. Này bạn nhìn này. Đúng cái chỗ mà còn chưa mở hết thì có một cái cửa này. Đúng cái chỗ này xếp khéo thế. Đây. Đó, thằng nào đây nữa? Còn một thằng nữa đây à? Đây rồi. Đây rồi. Trận này có khả năng xong rồi. Con kia lại chạy đâu rồi? Này thì nó hết đường đi à? Xong bây giờ đo sang đây mới cay ấy. Giờ đo sang đây mới cay. Để xem nó chạy đâu rồi. Hai con tướng quê mà bắt được mày à? Cũng 3 ngày luôn. Lại nữa. Quên mất. Hai ngày rồi. Bây giờ thì mày chạy một quãng không chạy được. Rồi. Xong luôn rồi. Ôi thằng tin xong luôn rồi. Ôi, được rồi, thế là trận đấu với thử thách No Door No Fly map 8, map XH với tướng Kuna thành rồng đen cũng đã đến kết thúc rồi các bạn ạ. Phần trước phần này thì kết thúc hơi nhanh mà mình vẫn phải làm, bởi vì là cái việc kết thúc một cái thử thách thì nó vẫn phải là cái điều cần thiết thôi. Hẹn anh em ở các clip lần sau nhé. Bye bye mọi người.